Các cụ dặn bàn thờ tuyệt đối không nên đặt theo hướng này. Theo quan niệm phong thủy, việc thực hiện thờ cúng không đúng cách hoặc đặt bàn thờ ở vị trí không hợp lý có thể tạo ra tác động tiêu cực đối với vận khí và may mắn của gia đình. Bàn thờ đại diện cho khu vực thiêng liêng nhất trong mỗi gia đình, là biểu tượng của lòng kính trọng và tôn trọng mà con cháu dành cho tổ tiên. Do đó, đó không chỉ là một không gian đơn thuần mà còn mang ý nghĩa sâu sắc trong cuộc sống tinh thần của con người. Vì thế, khi bạn sắp đặt bàn thờ, bạn cần tránh những điều kiêng kỵ sau đây. Đừng đặt bàn thờ sát bếp và nhà vệ sinh. Vùng khu vực bếp tạo ra nguồn năng lượng hỏa mạnh mẽ. Việc đặt bàn thờ ngay sát khu vực bếp có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của vận thế gia đình hoặc thậm chí làm giảm đi may mắn. Hơn nữa, việc đặt bàn thờ tại nơi này trong thời gian dài có thể tạo ra những cạnh tranh, xung đột trong mối quan hệ gia đình, đẩy đến tình trạng mâu thuẫn và ly tán. Từ góc độ phong thủy, không gian nhà vệ sinh chứa nhiều yếu khí, là nơi con người tiết lộ khỏi các chất bẩn, vì thế đặt bàn thờ gần nhà vệ sinh có thể làm mất đi sự tôn nghiêm của nơi đó. Hơn nữa, việc đặt bàn thờ đối diện nhà vệ sinh cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của gia chủ và gây ra những vấn đề nghiêm trọng trong khía cạnh sức khỏe. Không đặt bàn thờ ngược hướng nhà. Khi lựa chọn nhà theo phong thủy, việc chọn hướng phù hợp với gia chủ là rất quan trọng. Hướng của ngôi nhà thường là hướng mà toàn bộ ngôi nhà hoặc căn hộ chung cư hướng tới, hoặc là đường thẳng vuông góc kéo từ trung tâm nhà tới mặt tiền có cửa chính. Nếu bạn đặt bàn thờ hướng ngược so với hướng nhà, có thể gây ảnh hưởng đến tình cảm giữa các thành viên trong gia đình hoặc gây khó khăn trong việc hòa hợp, cũng như có thể tác động đến vận may và tài vận. Trong tình huống này, để giải quyết, bạn có thể đổi lại vị trí đặt bàn thờ. Thông thường, hướng đặt bàn thờ nên được xem xét dựa trên mệnh của gia chủ. Nếu mệnh là Đông tứ trạch, bạn có thể đặt bàn thờ hướng vào một trong bốn hướng: Khảm, Tốn, Chấn, Ly. Nếu mệnh là Tây tứ trạch, hướng bàn thờ nên là Đoài, Càn, Cấn, Khôn. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy nhấn nút subscribe và theo dõi để ủng hộ kênh nhé.